Nhà thờ Domaine de Marie hay còn được gọi là nhà thờ Vinh Sơn vì nơi đây là nguyện đường của các sơ nữ tử bác ái Vinh Sơn, hoặc là còn có một cái tên nữa đó là nhà thờ Mai Anh, tại vì trước đây cái khu vực này có rất là nhiều hoa anh đào. Hôm nay chúng ta cùng tham quan cái nhà thờ Domaine này nha. Từ ở ngoài cổng đi vô một đoạn đường thì mới đến nhà thờ. Đây là một cái cụm kiến trúc bao gồm là một nhà nguyện và hai dãy nhà tu viện nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn, với tổng diện tích là 12 hecta, nằm trên đường Ngô Quyền, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 1 km đó. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1938, nhưng mà đến năm 1943 thì nhà thờ được xây dựng lại với kiến trúc rất là độc đáo. Các sơ ở đây đã nuôi rất là nhiều trẻ em mồ côi và dạy nghề cho các em như là nghề dệt nè, nghề thêu nè, nghề vẽ tranh nữa. Đặc biệt là khi đến đây chúng ta có thể mua những cái chiếc áo len, những cái chiếc áo là do các bé ở đây làm. Hệ thống mái che của nhà thờ có hình dáng giống như là nhà rông của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Còn cửa sổ thì nó có những cái tấm kính màu xuất xứ từ nước Pháp. Còn tường ở đây thì cũng theo cái kiến trúc của Pháp, cho nên là nhìn cái mặt bên của nhà thờ nó rất là ấn tượng và độc đáo. Bên trong nhà thờ có tượng Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu được tạc theo cái hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam. Đây là một cái kiến trúc do một cái kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Bức tượng đó cao 3 mét và nặng 1 tấn, do phu nhân toàn quyền Đông Dương Dicot Suman Humbert dân tặng. Lúc đầu mình cứ tưởng là nhà thờ chỉ là cái nơi tham quan thôi, nhưng mà khi mà tới đây thì mình thấy là đây là một cái nhà thờ mà vẫn đang hoạt động bình thường. Hôm nay là đang có lễ luôn á. Phía sau của nhà thờ là phần mộ của bà Dicot, nhằm để hoàn thành tâm nguyện của bà và để ghi nhớ công ơn của bà trong cái việc mà xây dựng cái nhà thờ. Bà đã bị tai nạn trong cái chuyến đi từ Sài Gòn ra Đà Lạt tại đèo Fren. Nhà thờ Domaine có cái màu hồng đậm rất là đặc trưng và nó được giữ nguyên từ lúc mới xây cho đến ngày nay luôn. Nếu có dịp đi đến Đà Lạt thì các bạn hãy ghé nhà thờ Domaine nha. Ở đây chụp hình rất là đẹp đó.